Đây đây là cái giống lúa mà hôm hôm qua anh còn nói với mình. Đó các bạn. Đây toàn bộ đây là chim với lại ấy nó ăn hết rồi các bạn. Đây này. Mọi người đó mọi người nhìn cái giá lúa nó sơ hết rồi. Đó. Con chim nó ăn hỏng hết rồi. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Beto. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Rufin. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Ngày hôm nay anh em mình đang tiếp tục ở trong bản Chilambo các bạn. Từ kia có xe. Này anh em mình đang ở trong bản Chilambo. Ngày hôm qua thì mình đã định vào đây để tưới rồi các bạn. Nhưng mà đêm qua ở đây, nói chung là đêm qua mưa đẹp. Đó, thế toàn bộ vườn bây giờ đất vẫn đang rất là ẩm các bạn. Bé tôi thử thử áp đi. Vừa tay bay. Cây lên rồi. Đây. À, cái này giờ bắt đầu mới nhí mầm, bây giờ bắt đầu mới nảy mầm. Đó. Cây thì đã lên rồi, cây bắt đầu nảy mầm rồi. Ok rồi. Tudo bem, pai? Pai, yeah. Lá tá para dar aqui, pai? Eu tô a plantar couves e tomate. Ah, sim. Pai tá lá no Bailundo? Eu tô no Bailundo, aqui quase a entrada ao Bailundo. Aquela constituição de eucalipto. Ah, ok. Ok, ok. Sim. Tá vendo, né? Onde a polícia? Ah, a polícia. Onde? Mesmo na tua casa? Aquele estabelecimento é simplesmente... Ah, é ok. Verdade. Sim, sim. É verdade, verdade. Yeah, pai. Yeah. Eu entro lá um bocado. Ah, yeah? Sim, sim. Ok, muito sim, obrigado. Sim, sim, pai. Yeah, ok. Bây giờ, ngày hôm nay, anh em mình sẽ đi cùng với cả... cô đây, cô sẽ dẫn anh em mình đi thăm chỗ ruộng lúa. Bởi vì là bác trưởng thôn thì bận không có nhà các bạn. Thôi cái anh ngày hôm qua anh em mình đến thì hôm nay anh thì cũng bận không có nhà rồi. Bé tuổi. Fica aqui, né? Tá bem. Ai tên muito coisa. Sim. Bây giờ sẽ để bé tuổi ở đây trông xe, anh em mình sẽ đi. Mama, aqui próximo. Vai. Vai de bebê. Mấy chị baby? Ah, ok. Sim. Ok, ok. Giờ sẽ đi thăm ruộng lúa các bạn. Ok các bạn, cái đường này thì vừa nãy đi xe được vào đến tận chỗ này. Chỗ này là ngày xưa là, đây là cái chòi này là ngày xưa để mọi người ngồi đây học ở trong này. Đó, và đây có cái bảng này. Đó, cái bảng này là của nhà nước họ để đây các bạn viết. Professor Serra Benvin đi. À... Bem-vindo. Ninganhe. É que? Não, vou fazer o quê? Ninganhe. Vou fazer o quê? Ninganhe. Bây giờ anh em sẽ tiếp tục hành trình. Rồi, bé tôi. Tiếp tục đi... gần đến rồi các bạn. Chỗ này xe này ở đây ngày xưa là cái chòi này, mọi người hay về đây mấy anh kỹ sư nông nghiệp về đây giảng dạy cho người dân ở đây các bạn. Là mình sẽ đi thăm thực tế, sau đó thì sẽ có kế hoạch để phát triển giúp người dân trồng lúa các bạn. Giúp ở đây là mình chỉ giúp về cái vấn đề là máy bơm nước này để hỗ trợ tưới tiêu cho ruộng lúa này. Cái thứ hai là
hỗ trợ toàn bộ về lân đạn. Mình sẽ hỗ trợ hết toàn bộ. Còn cái kỹ thuật chăm sóc đây thì mình sẽ để cái vụ đầu tiên này, mình sẽ để cho người dân ở trong bản làm theo những cái gì mà mọi người đã học được của mấy anh cán bộ, kỹ sư nông nghiệp này các bạn. Đây các bạn. Cái này, mama, esi senora duke. À, lando bay luôn đu. Vườn cà rốt này là của một ông chủ ở ngoài thị trấn các bạn. Aquí tengo arroz. No tengo mai mama. No. Ui. Lúa đây các bạn. Yêu mấy cái production. Đó, đây là tam hồng axi. Đó, đây là giống lúa này các bạn này. Giống lúa này hôm trước. À đây là giống lúa này là lúa hạt tròn này. Đây. Cái lúa hạt tròn này là cái hôm qua mình đã xem cái giống ở nhà anh đến này. Đó. Cái hạt nó tròn này. Thế đây mọi người trồng có một mảnh nhỏ thế này. À đây. Đây các bạn, cái cây lúa mà mọi người trồng ấy thì là nó chỉ được nhỏ như này thôi. Cái này là có 3 rảnh thôi. Cái này cũng có 3 thôi này. Đó, 1, 2, 3 này. Chỗ này 1, 2, 3, 4. Nói chung là chỉ tầm từ 3 đến 5 cây. Nhưng mà cây thì nó lại không phát triển các bạn. Nó cái này chắc chắn là do không có lân đạm rồi. 90% là không có lân. Thế nên là nó mới không đẻ các bạn. Cây nó chỉ... nói chung nó cứ mảnh khảnh như thế này thôi. Cây đặng đấy. Nhưng mà dè thóc đây. Đó. Cái này thì không phải là chỉ có bằng này đâu các bạn. Còn rất nhiều nữa, bởi vì hôm qua thì mình... hôm qua khi mà mình nói chuyện với cả cái anh đấy, thì anh ấy có nói là hiện tại ở trong bản này là có 19 hộ gia đình là vẫn đang trồng lúa. Thế nhưng mà chỉ trồng ở cái mức độ gọi là nó nhỏ lẻ thế này thôi, bởi vì là không có phân bón, không có lân đạm, không có bất cứ một cái gì cả. Mọi người là cứ gieo ra xong bắt đầu là cứ để vậy thôi, chứ không có lân đạm để chăm sóc. Còn đây lại là giống khác này các bạn này. Đó, ở phía bên này thì lại là giống lúa khác. Lâu lắm mới được ngửi mùi lúa các bạn. Cái này bắt đầu vào hạt này các bạn này. Đó. Cái này bắt đầu hạt này, bắt đầu cái bông lúa này bắt đầu nó gục xuống các bạn này. Đó. Cái bông lúa này nó bắt đầu gục xuống, cái hạt này bắt đầu gọi là có sữa, nó bắt đầu căng căng rồi này. Đó. Bắt đầu gục rồi. Rất là đẹp rồi. Đó, nhưng mà cái này thì cái diện tích nó lại hơi nhỏ mất một chút. Đó các bạn, đây là cái mảnh lúa nhỏ nhỏ này của người dân ở trong bản Chilembo. Mama. Onde que tem arroz que cultivar que está mais grande? Profino. Aonde? É lá na Inapa, que tem muita água. Passa muita água. Não dá para passar? Uh-uh. Boa, daí. Omo. Walali. Ah. Walali. Ah. Ocho. 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 Oh, aquí ya tengo arroz. Oh, oh. ¿Dónde la? ¿Dónde la?
Đây các bạn, đây là mảnh lúa này. Mảnh lúa này là cái giống lúa đấy, như anh nói là cái giống lúa cao cây. Cái này thì nó ngang ngang mình nhưng mà bây giờ nó hỏng hết rồi. Mọi người nhìn này, cái ré to, ré lúa rất là to và dài. Thế nhưng mà toàn bộ hạt đã bị lép hết rồi. Cái này hỏng hết rồi các bạn, đây. Hỏng hết rồi đây. Hỏng hết rồi đấy. Mọi người cũng đã làm những cái này, các thứ này để cho chim chóc nó nhìn thấy nó sợ nó chạy. Nhưng mà nó bị hỏng mất rồi, nó không có hạt các bạn. Đây, ở phía góc trong này cũng có này. Đó, ở phía góc trong đấy cũng có một mảnh nhỏ nữa. Tiếc quá cái chỗ lúa này. Hỏng hết hạt rồi. Không còn một hạt nào luôn. Đó, đây. Không còn một hạt nào. Các bạn nhìn. Rất là nhiều hạt mà cái rễ thóc này các bạn nhìn. Cái rễ thóc này nó rất là dài. Đó, đây. Cái rễ thóc này nó rất là dài các bạn. Thế nhưng mà nó bị lép hết hạt các bạn. Không còn cái gì cả. Bây giờ sẽ đi tiếp tục đi đến khu vực dưới. Mamá decía agua pasa dónde. Ah, sale la encima. Okay. Ah, aquí, aquí está el arroz también. Ahí está. Ah, đây cũng có các bạn này. Đó, đây cũng là một mảnh lúa này, mọi người cấy cũng chín vàng hết rồi, nhưng mà này không được thu rồi. Hỏng rồi. Ơ từ tao đi mày về. Não isso. A tata é no mesmo essa. Ah, o treino. Já, são esta. Aquela pura Nutella. Ah, o treino é esse. Já. Mas aquele lado aí tem arroz. Ah, é do pessoa. Do pessoa? Já. Vá, Rufino, avança. Đó, ở chỗ này cũng có một mảnh lúa các bạn ạ. À. Hiện tại thì là do mọi người không có lân đạm, thế nên là mỗi người trồng có một mảnh rất là nhỏ đó các bạn ạ. À. Bé tí tẹo tẹo tẹo. À, aqui. Ah, ok. Ocho, ocho. Đó, đây các bạn, đây là lúa. Toàn bộ đây là lúa hết. Đây các bạn. Đây próximo. Đó, toàn bộ đây là lúa hết này các bạn. Đó. Bắt đầu ra bông rồi. Bắt đầu ra bông đẹp rồi. Còn chỗ này thì nó đang chín vàng rồi. Giờ sẽ đi ra đây để xem. Cái góc này thì chín vàng rồi các bạn, nhưng mà cái này bị đây. Miguel vậy. Cái này là không biết là con do là con chim hay là con chuột nó ăn, chuột các bạn. Chủ yếu là do chuột nó ăn, đây, giải vàng hết cả ruộng luôn này. Đó. Toàn bộ chỗ này. Đây là cái giống lúa mà hôm qua anh còn nói với mình. Đó các bạn. Đây toàn bộ đây là chim với lại ấy nó ăn hết rồi các bạn. Đây này. Mọi người micro. Đó mọi người nhìn cái rễ lúa nó sơ hết rồi. Đó. Con chim nó ăn hỏng hết rồi. Cái này bây giờ thực tế như thế này thì trồng ở đây kể cả là mình có bón lân đạm các thứ đi thì
cũng sẽ rất là khó, bởi vì là mọi người biết là ở bên này là cánh đồng lúa là gần như là không có rồi. Đây là anh em mình ở trong cái huyện này thì có mấy trăm bản các bạn ạ. Thì tất cả những bản anh em mình đã từng đi qua và giúp đỡ thì chưa một bản nào có cây lúa cả. Nên đến bản này thì có cây lúa. Thì như mọi người biết rồi, như thế này là như kiểu là mình trồng xong mình lấy thức ăn, mình nuôi chim chóc, tất cả các thứ nó vào đây nó ăn, rồi chuột bọ nữa. Đây. Toàn bộ những cái này là mọi người trồng mất rất nhiều công sức nha các bạn này. Đó, thế nhưng mà không được thu hoạch. Toàn bộ đây là con chim nó ăn hết rồi. Bây giờ cái này phải có phương án. Không biết giờ làm nào bây giờ, cái này trồng ở đây, cho dù là trồng ở đây được, có bón lân đạm đầy đủ được đi chăng nữa, thì cái vấn đề sâu bệnh thì mình không nói rồi. Ở đây thì cây lúa này thì rất là đẹp rồi các bạn ạ. Nhìn thì không thấy có kiểu hiện tượng như là sâu đục thân hay là đạo ôn hay là bất cứ cái gì cả. Cây rất là cứng và khỏe. Đó, cái cây lúa này thì rất là cứng và khỏe. Các bạn, như mọi người có thể ý mình kia, bên kia. Đó, mọi người nhìn cây lúa từ đây hất lên tận trên ngọn này. Cây rất là cứng, rất là thẳng và đẹp. Không có bất cứ một cái lỗ nào gọi là sâu đục thân hay là bị đạo ôn hay là bị như thế nào cả. Đó, rất là khỏe. Cái này thì có thể là do là bây giờ đang trồng ở một cái diện tích nó rất là nhỏ, thì tạm thời nó chưa có sâu bệnh gì. Nhưng mà không biết là sau này khi nào mà trồng lên cái diện tích nó lớn hơn thì nó có sâu hay không. Và cái vấn đề bây giờ, cái quan trọng nhất bây giờ là nếu mà trồng xong mà khi nào mà chuẩn bị đến lúc mà hạt lúa nó bắt đầu no sữa rồi, bắt đầu nó gục rồi, thì con chim nó đi nó phá hết các bạn. Đây, toàn bộ đây là chim chóc nó phá hết. Chim nó phá, nó ăn tẻ hết hạt các bạn. Nó nhổ hết những cái hạt mẩy nó ăn rồi. Đây còn lại toàn là thóc lép. Cái này nếu mà mình vào đây mà có giúp đỡ mọi người ấy, thì là mình cũng sẽ chỉ giúp đỡ về là như vừa nãy mình có nói rồi, là giúp toàn bộ về lân đạm, sau đó thì về máy móc để phục vụ công việc về là tưới tiêu cho ruộng lúa. Còn lại thì cái kỹ thuật chăm sóc thì mình sẽ để cho người dân tự làm, để xem mọi người học và đã làm được những cái gì rồi. Như thế này đã là rất thành công rồi các bạn. Mọi người trồng theo có hàng, theo lối, rồi là rất là thẳng, rất là đẹp rồi. Đó. Hy vọng là thời gian tới thì sẽ thành công tốt đẹp ở trong cái vụ lúa này các bạn, để giải quyết vấn đề về lương thực. Và toàn bộ cái giống lúa này là của tổ chức cái chương trình dạy người dân học này, khuyến khích người dân trồng lúa này là của tổ chức FAO các bạn. FAO này là tổ chức nông nghiệp và lương thực của Liên Hiệp Quốc. Đó, Liên Hợp Quốc. Cái này là đã phát triển ở đây rất lâu rồi. Ngày xưa ở Việt Nam mình, khi mà thời kỳ còn đang đói kém thì mọi người cũng đến giúp đỡ rất là nhiều. Nhưng mà người Việt Nam mình thì nhanh nhạy các bạn. Người Việt Nam mình giỏi. Nên là làm rất là nhanh. Nhà nào cũng, bây giờ nhà nào cũng no đủ hết rồi. Còn bây giờ ở bên này thì cái chương trình này là đã có từ năm 2018. Giống như hôm qua anh ấy nói thì đến bây giờ là cũng được 5-6 năm rồi. Nhưng mà cái mô hình này nó không thể nhân rộng ra được. Aqui pássaro come muito. Ah, come, né? Os pássaros. Ah, não, aqui come muito. Ok. Os pássaros come muito. E agora a planta faz como? Planta? É. É planta mesmo. Essa é outra, né? É, essa mesmo. Que não se quer, que você aqui quer plantar aqui. Ok. Mas agora aqui, capiná, tá cansado. Veo mucha gente. Đó, toàn bộ cái khu vực đất này, cỏ này các bạn. Ví dụ như là cái mía, cái này là cái gọi là cái bờ chung quanh đấy. Thì toàn bộ trong khu vực này thì cũng được mấy sào. Chắc phải để tầm 5-7 sào thì 5 sào thì mọi người đang nói rằng đang có ý định là muốn trồng lúa ở đây. Đó. Nhưng mà bây giờ ở đây thì nước thì ok rồi. Mọi người nhìn thấy cái dòng suối kia. Nó cái dòng suối đấy ở đây, ở chỗ này này. Khi nào mà mùa mưa ấy thì là toàn bộ đây nó sẽ ngập hết. Thì không làm được cái gì cả. Aquí hace todo este tipo de cemento, que pica. Yo paso y no como. Ah,
Aquele é mais alto? Sim. Ah, não. Mais baixo. É aquele bem baixo. Cadê o passarinho? Diz que deu fome. Mas, velho, essa água, quando o tempo de seco, sempre tem? Já, sempre. Não falha. Ah, aqui? Esse não falha. Esse é o rio. Lá embaixo foi onde? Ali. Ah, aquele rio grande? Já. Ah, ok. Đây là dạo này ít mưa các bạn, cái này là quanh năm có nước. Cái này nó sẽ chảy ra ngoài cái suối to ngoài kia. Và từ trên đầu kia thì cũng có cái suối đấy các bạn. Đó, đây là một cái nhánh rất là nhỏ thôi. Nhưng mà anh ấy nói là không bao giờ thiếu nước ở đây cả. Ok các bạn, thì thôi video của em này anh em mình cũng xin phép được kết thúc và dừng lại tại đây. Hôm nay anh em mình vào đây thì muốn đi review qua một chút về cái cánh đồng lúa ở trong bản Chilembo. Giống như hôm qua thì anh em mình có vào và tìm hiểu về cái thóc giống rồi. Thì anh ấy có nói là bây giờ cũng có một vài mảnh lúa nhỏ nhỏ đấy. Nhưng mà như mọi người thấy là nó gần như là theo kiểu không được thu hoạch. Bởi vì là chim chóc nó ăn rồi là cỏ dại nó mọc cũng nhiều. Đó, rất là khó. Thì đợt tới thì mình sẽ có kế hoạch vào đây để giúp đỡ mọi người. Thì giúp đỡ mọi người bằng cái cách là mình sẽ cung cấp lân đạm. Rồi là trường hợp mà nếu mà cần sử dụng nước tưới thì mình sẽ mang máy bơm đây để bơm nước lên ruộng. Ok các bạn, thì rồi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại ở đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn.